tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Thêm Phúc nha mọi người. Đây là phần bao bì và extra và tặng kèm với đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có một bên shop mình đó chính là hai bỉa xin thọ. Rất là cưng nha. Xin thọ Canada hay á mọi người, xinh lắm. Nên mình có số lượng là 1 hay bỉa là hết nha. Tiếp theo đây bạn đặt một cái bánh mouse màu hồng nè, chắc thì định khỏi bàn rồi ha. Và cuối cùng là một lon nước. Đây là 9.000, đơn hàng bạn đã xong. Tiếp tục là đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người. Đây là phần bao bì và extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua bên shop mình lần lượt là gồm có 5 em thu ú luôn nha mọi người. Một đơn hàng gồm có 5 em thu ú luôn. Các bạn là một bé kỳ lân này. Một bé hộ la la. Những cái em này là mình bán giá 9.000 là nó sẽ có những cái em nó không được mềm và chậm tăng luôn nha mọi người. Mình sale với giá là 9.000 rồi nên là mình mong mọi người thông cảm nha. Đôi lúc là mình sẽ lấy ngẫu nhiên những cái em nó cái chất của nó khá là cứng ấy, mọi người thông cảm nha. 9.000 thì cũng quá là rẻ so với những em này rồi. Nên là đôi lúc mọi người nhận về những em này cái chất của nó không được mềm và chậm tăng thì mọi người thông cảm nha. Tại vì mình sale 9.000 rồi ấy. Đây là em thứ 5. Mình nhìn bạn đã sao. Nhưng bạn đọc mỗi sắc nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Bạc Liêu nha mọi người. Đây là phần bao bì và extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua những em squishy mini bên shop mình đầu tiên là một bé thỏ Kanahe, một bé bình sữa chất rất là mềm chậm tăng nha, một em gà non, một em donut thỏ, một em donut thú ha, một em bukowski có giá là 10.000 thôi rất là rẻ, một em sô-cô-la, một bé hamburger có icon ha, một cái bánh mèo đó, mọi người nhìn chất này siêu mềm và slow nha, và cuối cùng là một lon nước nha mọi người. Đơn hàng của bạn đã xong, cảm ơn bạn đồng hộ sắp. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đắk Nông nha. Đây là phần bao bì và extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Thì đầu tiên bạn mua bên shop mình đâu đó chính là một cái bánh mèo, nhưng mà thì khỏi phải bàn rồi, chắc quá là mềm và slow rồi ha. Tiếp theo là bạn đặt một bé, bạn có đặt hai bé mini ngẫu nhiên, lấy cho bạn một cái cupcake và một cái donut. Cuối cùng là bạn có đặt thêm một bé thu ú ha, bé thu ú hộ. Đơn hàng của bạn đã xong, cảm ơn bạn đồng hộ sắp. Tiếp tục là đơn hàng của bạn ở Vũng Tàu nha. Đây là phần bao bì và extra mình đặt thêm cái đơn hàng của bạn. Bạn có đặt bên shop mình đầu tiên là một cái bánh khối. Bánh khối nhật có giá là 11.000. Một bé thu ú heo rừng giá là 9.000. Một bé nhắm mây giá là 11. Chất xưa nha mọi người, rất là mềm và chịu tăng. Một bé bánh mèo giá là 11 luôn nha, chất bao đã luôn. Và một bé bình sữa như thế này nghĩa là 14 nha. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng là đơn hàng của bạn ở Sóc Trăng nha. Đây là bao bì và extra mình tặng kèm nha mọi người. Bạn mua bên shop mình một combo gồm có 5 em ngẫu nhiên, móc cho bạn là một bìa, hai bìa, ba bìa, bốn bìa, năm bìa. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng một sao. Đơn hàng của bạn ở Hậu Giang nha. Đây là bao bì mình tặng kèm. Bạn đặt nhé, mình shop mình một bé squishy đào 10.000 nha. Mình đang sale tại vì nó có defect. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng một sao. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Kiên Giang nha mọi người. Đây là phần squishy bản đặt, nó chỉ làm giống một bé bình sữa nha, rất là mềm và chậm tăng nha mọi người. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng một sao. Đơn hàng của bạn ở Đồng Nai nha mọi người. Đây là phần bao bì extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn mua ba em squishy mini đầu tiên là một bé đào, giá là 10.000. Một bé bánh mèo, chất rất là mềm chậm tăng. Một bé mini chân mèo. Để hiểu bạn xong, cảm ơn bạn đồng hồ sắp nha.
Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người, thì bạn đặt trên shop mình một combo lỗi ha. Combo lỗi thì quá lỗ rồi ha mọi người ha, sẽ không có tặng kèm cái gì được nha mọi người. Thì combo của bạn cũng có một em nhẹ người đen nè, một em khoai tây, một em sô cô la ha. Đó. Và cuối cùng là một cái lon nước. Đơn hàng bạn đã xong. Cảm ơn bạn đồng hộ shop nha. Đây là đơn hàng của bạn ở Hải Phòng nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua nhé, bên shop mình nó chính là một bé Melody như thế này, rất là xinh luôn nha mọi người, có giá là 18.000 nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đồng hộ shop.